Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Dư Khải Gaming. Và cũng như là hello 500 anh em đang xem trên kênh livestream của Khải. Và Khải chúc anh em xem một video vui vẻ. Chung là vui thì vui chứ còn Khải không vui. Em ơi, Khải bị hóng binh hết 16 lần không lên rồi. Lần này thì Khải sẽ cố gắng. À, em cảm ơn anh Lục Thành Trung vừa donate em 390k rồi hóng binh nha. Lục Thành Trung, anh Lục Thành Trung có trên đây thì tránh giùm em phím 1 nha anh ơi. Em cảm ơn anh rất là nhiều nha, Lục Thành Trung này. Em thấy vừa comment trong cái ATM của em là hóng binh ủng hộ Khải donate của anh Lục Thành Trung. Donate em 390k, em cảm ơn anh rất nhiều nha. Xây trì 3 lần đi hả? Ok. Theo ý anh em nha. Bây giờ là anh em thích xây trì hay là xây cây rồi cây trì chứ. Ok, cây trì nha. Dứt. Vô nha anh em. Khải lần này sẽ được 3 lần hóng binh nha anh em. Mới nói một chưa hết là anh em một nhiều vậy. Ok, quốc trì nha em ơi. Bây giờ nha, bây giờ là cho anh em cho ý kiến nè. Nếu mà anh em đồng ý quốc trì, nếu mà anh em đồng ý quốc trì thì anh em cho phím 1. Còn anh em đồng ý quốc đao thì anh em cho phím 2. Đó. Khải nghĩ là quốc trì nè em ơi, tại vì nãy giờ trì là quốc mười mấy lần rồi. Nãy giờ 16 phát nè em ơi, trì ok. Rồi ok, phím 1 khá là nhiều. Rồi ok, chơi lên anh em, chơi đến bến nha. Chung là cảm ơn anh em đã donate em thì em cũng có được ít kinh phí em hoán tiếp anh em. Trời ơi, đậu xanh thua. Mình thua luôn anh em ơi. Thôi á, mình bó tay luôn á trời. Cái gì mà hoán giờ là 17 lần rồi. 17 lần hoán mà tính ra là em mít là hết là 7 lần rồi em. Xịt 7 lần rồi. Xịt 7 lần rồi. Ok, tiếp tục xịt 7 lần lên được 10 lần. Vãi nồi. Tiếp tục nha. Trời đậu xanh. Thua thiệt sự rồi, tiếp tục trì nữa này. Này là bát bố này mày, đậu xanh gì đen vậy? Gì ok anh em, ok. Múc này. Trời sao chết rồi. Đầu cái kích cái này nó quay đi vẫn lại vẫn là kích anh em ơi. Thôi phải bó tay luôn á. Quay đi vẫn lại vẫn là cái kích. Vãi nồi. Trời thôi phải bó tay rồi. Không ra nỏ anh em. Đâu. Tiếp tục. Đậu xanh. Thua rồi. Phải thua với cái vụ không binh này rồi 500 anh em ơi. Phải thua vụ không binh rồi. Đâu. Đạt chính đường môn không ra đâu. Giờ lan lỡ theo rồi anh em. Lỡ theo luôn. Xa bờ vãi. Lại ra cái kích thôi. Phải bó tay luôn anh em. Chịu luôn á. Đậu xanh tôi bực mình rồi á. Nãy giờ hóng gì mà cái kích nó quần phải 4 phát cái kích rồi anh em. Vãi nồi. Không tin được. Bó tay luôn. Tiếp tục nha. Lần này mà không ra nỏ nữa thôi tôi chịu thua luôn nè. Tôi chịu thua với cái vụ hóng binh này luôn á. Rồi xong, quay lại cái kiếm. Đó. Thua rồi. Bắt ba cũng xong xác rồi, đợi mua thêm thủy tinh em ơi. Chịu rồi. Vãi nồi thì anh em không hiểu sao ta. Không mỏi luôn anh em. Cái này không hoài không lên, còn cái này cái đau rồi chịu luôn. Đó. Không đi quanh đi quẩn lại thì cái kiếm nó trở thành cái đao. Đó. Rồi cái đao nó trở thành cái kiếm. Đậu xanh hay thua luôn. Hỏi chịu luôn em ơi. Đồ Khải cho anh em cái ý kiến thì Khải giờ Khải không biết như thế nào nữa em ơi. Quanh đi quẩn lại thì nó vẫn như vậy thôi. Vãi nồi. Giờ anh em cho ý kiến thử em. Anh em cho ý kiến thử em. Giờ chắc phải mua thêm thủy tinh nữa. Khải ra mua thủy tinh nữa. Đâu, chỗ này xong rồi. Chỗ này xong sát mình rồi. Tính ra là 3 lần nữa là thành 19 lần rồi.
bắt 4 19 lần rồi. Con nọ. Chịu rồi anh em, đã phải mua thi tinh nữa. Rồi xong rồi. Một lần không bên là một kim hơn nha anh em, một kim hơn, chưa tính tiền vàng, nó khoảng một kim. Khoảng một kim 2 thì nói chung dao động khoảng một lần hóng là 100k anh em. Một lần hóng là 100k. Một lần hóng là 100k anh em. Nhỏ quá chịu thôi. Ra mua một cái. Đồ đúng nhỏ luôn. Ok anh em à, bắt này bắt 4 rồi. 1 2 3 4. Ok bắt 4 rồi. Rớt bắt 4 rồi. Cố gắng làm bắt 5 thôi.